Cuối cùng mình cũng có được tập truyện mới nhất. Cho dù trời mưa hay nắng, có sấm chớp đùng đùng, cho dù phải rửa chén cho mẹ, mỗi ngày mình đều tiết kiệm 10.000. Và rồi thành quả cố gắng cuối cùng, mình đã mua được nó. Không phải ba con đây sao? Nhữ bố, cậu có chuyện gì vậy? Nếu tớ không nhìn nhầm thì đây là tập truyện Conan mới nhất đúng không? Đưa đây cho tớ mượn. À, không được mà, của tớ mới mua mà. Có đưa không hả? Này ba con, cậu có chuyện gì vậy? Sao đầu cậu u một cục vậy? Nhữ bơ, là nhữ bơ. Ủa, tay cậu cầm tờ giấy gì vậy? À, đó là hợp đồng bảo hiểm. Một người bạn của tớ vừa giới thiệu tớ tham gia. Tham gia cái này rất hay. Trường hợp có những chuyện rủi ro ngoài ý muốn, mình sẽ được bảo hiểm đền bù rất nhiều so với số tiền mình bỏ ra. À, bảo hiểm này còn có một cái rất hay, đó là đền bù luôn cả những đồ vật mình bị mất đấy. Nghe cậu nói cũng hợp lý ấy. Mình cũng muốn tham gia một gói bảo hiểm. Gì chứ, cậu cũng muốn tham gia hả? Được rồi, đi theo tớ. Xin chào, không biết cậu muốn tham gia gói bảo hiểm nào? À, mình muốn tham gia bảo hiểm tác động vật lý của Nhữ Bố. Tôi hiểu rồi, để tôi làm bảng minh họa cho cậu xem nhé. Ông kê xong rồi nè. Nhưng mà chi phí khoản này khá đắt nhé. Dù gì ngày nào mình cũng bị Lữ Bố đánh mặt, bỏ ra một chút tiền để thu về nhiều hơn cũng đáng. Bạn sẽ trả góp mỗi ngày 10.000 đồng. Bây giờ bạn đồng ý thì hãy ký vào hợp đồng nhé. Lưu ý hợp đồng kết thúc thì số tiền này cũng sẽ mất đi, bởi vì bạn đã được hưởng những điều khoản bồi thường. Được rồi, của bạn đây. Cảm ơn bạn, xin mời bạn đặt cọc tiền của ngày hôm nay và những hôm sau tôi lại đến thu nhé. Là Nhữ Bố kìa, cậu ta đang đọc cuốn truyện của mình. Cậu định làm gì? Này cậu, trả lại cuốn truyện cho mình. Thằng ba con này to gan dữ ta. Trả lại cuốn truyện cho ta. Trả nè. Trời ơi, tớ đã nói rồi mà. Nhanh gọi bảo hiểm tới. Alo, bảo hiểm đó ạ. Chào bạn cần, 3 giây tôi có mặt ngay. Ôi, trông bạn thật khủng khiếp. Tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ bồi thường cho bạn nhanh và ngay. Cảm ơn. Để tiếp tục hợp đồng, mời bạn đóng tiền hôm nay nhé. Chắc mình bị đánh nhiều quá nên tiền bồi thường đủ mua cả một cuốn truyện mới luôn nè. Đúng rồi á. Nhưng mà nè, thay vì mình bỏ 10.000, bây giờ mình bỏ gấp đôi thì mình sẽ được bồi thường gấp đôi đúng không? Đúng vậy á. Nhưng mà cậu có đủ tiền hay không? Nếu ngày nào mình cũng bị Nhữ Bố đánh thì mình tha hồ đọc truyện. Thôi, cậu bớt ý nghĩ đó đi được không? Không biết Nhữ Bố đi đâu rồi ta. Này ba con, cậu cẩn thận nha. Từ lúc cầm bài kiểm tra đó tới giờ, Nhữ Bố có vẻ không bình thường đó. Này Nhữ Bố, nếu cậu đang tức giận như vậy, tại sao không đánh mình cho hả giận đi? Này ba con, hãy coi bài kiểm tra mình được mấy điểm nè. Chắc là do gần đây mình đã ngoan ngoãn học hành đấy. Mình cảm thấy làm những việc lương thiện rất là tốt cho bản thân mình. Trời ơi, vậy là cậu ta đang vui đó hả? Được rồi, mình chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ quay trở lại bạo lực như xưa. Nhữ Bố, mấy hôm nay ngày nào cậu ta cũng như vậy. Nếu cậu không muốn bị đánh thì đừng lại gần cậu ta. Nè Nhữ Bố, hôm nay tớ đang mệt lắm, đừng làm phiền tớ. Liu, nhìn cái mặt cậu như cái đích của tớ, sao không đánh tớ đi? Thôi hôm nay tha cho mình đi mà, mình thật sự rất mệt. Hãy đánh mình đi, làm ơn đánh mình đi mà. Hôm nay mình được đền bù 5 bịch bánh ngọt lận. Tại vì mình mua bánh bị hết hàng sử dụng á, nên là mình được đền bù nhiêu đây nè. Tại sao vậy? Tại sao cậu đi được mà mình không được? Từ lúc mình mua bảo hiểm tới giờ, Nhữ Bố không có đánh mình bao giờ hết á. Đó cũng là chuyện tốt mà. Tốt cái gì mà tốt? Mình chỉ thấy mình đang tiêu phí tiền thôi. Hai gói bảo hiểm nào mà chẳng như vậy chứ. Xin chào bạn, lại là tôi đây. Đây, của bạn nè. Bạn cần, 3 giây tôi có mặt, chào bạn. Mình hết tiền tiết kiệm luôn rồi. Mình phải thực hiện kế hoạch cuối cùng ngày hôm nay. Nhữ Bố à, làm ơn, cậu làm ơn hay đánh tớ đi. Làm ơn đi bà. Ủa ba con, cậu bị sao vậy?
Đừng nói gì hết, hãy đánh tớ đi mà. Làm ơn đánh tớ đi mà. Ủa, cậu có làm gì tớ đâu mà tớ đánh cậu? Cậu cứ đánh tớ đi, làm ơn đi mà. Tớ sẽ không chịu về cho tới khi cậu chịu đánh tớ. Ủa, gì kỳ vậy? Thôi được rồi, tớ sẽ đánh cậu vậy. Cậu chuẩn bị nha. Ba con dữ bố, con lại bắt nạt bạn đúng không? Dạ mẹ, con đâu có đánh bạn đâu. Tại vì ba con nhờ con đánh nó mà. Còn nói dối nữa hả? Đi theo mẹ. Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu như lúc đầu cậu để dành tiền theo cách bình thường thì đã không bị như bây giờ rồi. Cậu đừng nói nữa, mình sẽ hủy hợp đồng bảo hiểm này luôn. Đúng là nhẹ nhõm thiệt. Là Nhữ Bố. Ba con, chính là cậu. Là cậu luôn muốn mình đánh cậu đúng không? Dừng lại, mình đã hủy hợp đồng bảo hiểm rồi. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ba con.